quay rồi. Ok, xin chào các bạn. Chiếc EQB thì khá là lạ. Theo tôi, Mercedes-Benz có chiếc cái xanh, màu xanh xanh trông rất là tương lai. Tôi thì thiết kế này gần đây theo tôi là nó hơi tròn trịa quá, nhưng mà chiếc EQB này thì khác. Nó vẫn dựa trên phiên bản xăng. Đấy, và các bạn có thể thấy là anh Khang đang phi ôm chiếc 13. Kia thì là video lúc trước rồi. Nếu các bạn muốn xem thì tôi để phần link ở trên này. Các bạn có thể ấn vào đấy và xem. Còn đây là chiếc EQB. Trông khá là hay. Theo tôi là nó đẹp hơn những chiếc EQ khác. Tại vì chiếc EQ khác là nó dựa trên cái khung ầm, nó hơi tròn tròn một tí, trông nó hơi bầu bịch, trông nó hơi chán chán, nó hơi cong cong. Đấy, và có cái mâm thể thao AMG trông cũng khá là đẹp. Mercedes thì làm mâm thì khỏi phải bàn, Mercedes làm mâm rất là đẹp. Đấy, có lốp Continental cho xe điện, EV spec cho chiếc xe điện EQB, mâm 19 inch. Đó. Có nội thất thì khá là sang trọng, nhưng mà không nhìn được rõ, nhưng mà thiết kế whatever, shut up. Chiếc EQB trông khá là hay. Trông EQB 350 trông rất là đẹp. Chiếc có phần diffuser giả dưới này và phần ống bô giả với cả các cái phần đèn đây đang sạc điện. Các bạn thấy trông rất là hay, trông có cái màu xanh xanh này đó, và nó đang sạc trông rất là, trông rất là tương lai. Mặc dù chiếc EQB này thì trông có vẻ là nó bình thường, nhưng mà theo tôi thì nó sẽ nó vẫn đẹp hơn con EQB thường. Đây là con này là dựa trên con EQB thường, trông sẽ hơi có tính chất là